Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, hai ngày vừa qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm trước, ông Dư cư trú tại làng Dông Trang, quận Yijilang, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và bốn đứa cháu trai, rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Ngày 18 tháng 9, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông, bao gồm Jianxiong, Yijilang, Yuanxin và các quận khác. Từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến sáng ngày 18 tháng 9, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 20 giờ tới sẽ có mưa lớn tại các quận, thành phố Giao Tông, bao gồm Giaoyang, Lujian, Xiaojia, Shenxiong, Lijilang, Wenxin, Dangguan, Yangjin và Yongshan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày 19 tháng 9, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm nước mưa tăng 8,24 m. Ngày 19 tháng 9, ông Lưu cư trú tại thị trấn Niuje ở quận Yijilang cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Tầng 1 của hầu hết các nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Lưu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Du cư trú tại thị trấn Lưu Quang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1,5 mét. Ông Du cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Long Quang. Nước lũ ngập khoảng 2/3 đường. Các cửa hàng bị thiệt hại lớn. Khoảng 20 chiếc ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Du cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày 18 tháng 9 do trận lụt. Vào ngày 19 tháng 9, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Wenxin, thành phố Giao Tông cho biết rằng nước sông ở Wenxin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và các loại gia súc khác. Ông Chen nói Giao Tông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây, người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi phải tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào, tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra ở thành phố Giao Tông trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Yajin bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất cứ trường hợp nào tử vong. Xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần. Thưa quý vị khán giả, tiến sĩ Vương Duy Lạc hay còn gọi là Wang Weilu, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về công trình đập Tam Hiệp mới đây cho biết, đập Tam Hiệp không chỉ không kiểm soát được lũ, mà các quan sát và nghiên cứu mới nhất cho thấy sức công phá xả lũ của đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên. Vào ngày 18 tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với tờ SOH, tiến sĩ Vương nói rằng ông tán thành kết luận trong một bài viết của các chuyên gia Trình Hải Vân, Chen Haigun, Trần Lực, Chen Li và Hứa Ngân Sơn, Chu Jixian thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử. Trong đó, bài viết kết luận rằng sau khi đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động, xảy ra một loạt các thay đổi về xả lũ ở hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang.
tổng thời gian lũ tràn ở hạ lưu đập đoạn sông Dương Tử từ Nghi Sương tới Thạch Cầu rút ngắn từ 30 tiếng tự nhiên xuống chỉ còn 6 tiếng, tốc độ gấp 5 lần lũ tự nhiên và có sức tàn phá gấp 25 lần lũ tự nhiên. Tiến sĩ Vương cho rằng công trình Tam Hiệp cứ cho là tăng hay giảm lưu lượng xuống 5.000 mét khối mỗi giây đi. Với mức độ như vậy, nó liền thay đổi bản chất lưu động của nước sông, nó tạo thành những làn sóng đứng. Nếu bạn tưởng tượng một chút, nó hơi giống một con sóng thần, sóng của nó sẽ có cái cao, có cái rất cao. Sau đó, nó sẽ lao về phía trước bởi vì nó có độ cao, nên sau khi nó di chuyển về phía trước thì tốc độ của nó gấp 5 lần so với ban đầu. Tốc độ và động năng làm tăng sức mạnh và sức tàn phá lên 25 lần. Thời gian từ Nghi Sương đến hạ lưu được rút ngắn đáng kể, do đó trong một thời gian ngắn làm tăng áp lực lũ ở hạ lưu. Điều này cho thấy tất cả số liệu quy hoạch phòng lũ của công trình Tam Hiệp đều sai. Tiến sĩ Vương cũng nói rằng sức tàn phá của trận lụt được quyết định bởi động năng của nó, bởi vì điều này đã được chứng minh trong trận vỡ đập xảy ra trước đó. Vào năm 1975, khi đập Bàn Kiều ở tỉnh Hà Nam bị vỡ, kéo theo hơn 60 hồ chứa bị vỡ, khiến 23 vạn người chết. Đập Bàn Kiều vỡ với lưu lượng lũ chảy lớn nhất là 17.500 mét khối mỗi giây. Khối lượng xả của đập Tam Hiệp tăng từ 20.000 mét khối mỗi giây lên 45.000 mét khối mỗi giây thì việc xảy ra chuyện là bình thường. Đập Bàn Kiều vỡ, tốc độ dòng chảy tối đa hơn 30 km mỗi giây, có thể cuốn tàu chở dầu đi hàng chục km. Trong khi đập Tam Hiệp xả lũ tốc độ dòng chảy hơn 60 km mỗi giây, sức tàn phá của nó là lớn hơn nhiều so với vỡ đập Bàn Kiều. Tồi tệ hơn là cách quản lý sông Trường Giang sử dụng phương pháp cũ của Đức cách đây 100 năm, ở thượng nguồn lại xây dựng kênh rạch hóa và duỗi thẳng, dẫn đến tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Vào thời điểm đó, dòng sông bị bùn hóa và kênh mương hóa, nghĩa là dòng sông ban đầu chảy theo hình chữ S và cong, giờ lại cắt đoạn cong làm nó thẳng ra. Chính phủ Trung Quốc sẵn lòng làm như vậy. Tại sao? Nếu dòng sông được làm thẳng, sẽ có rất nhiều đất để trồng lương thực và phát triển thành phố. Nhưng họ đã không thấy hiệu quả, lũ chảy ngày càng nhanh hơn và áp lực của lũ ngày càng lớn. Với xung kích quá lớn như thế, áp lực đối với lũ hạ lưu sẽ rất lớn, bởi vì tốc độ dòng chảy càng nhanh, kè sông ở hai bên sông Trường Giang không chắc đều là kè đất. Vì vậy, rõ ràng, chúng không thể chịu được sức tàn phá của lũ lụt, khiến tình hình kiểm soát lũ ở khu vực hạ lưu của đập ngày càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ Vương chỉ ra thêm rằng, công trình Tam Hiệp không hề có tác dụng trong việc kiểm soát lũ. Nó chỉ có thể làm ngăn chặn lũ rất nhỏ chứ không thể ngăn lũ lớn. Với trận lũ 20 năm gặp một lần thì Tam Hiệp không thể ngăn chặn được. Đừng nói đến lũ lụt sau 100 năm gặp một lần vì khả năng lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp được tính không chính xác. Vì Lý Bằng, cựu Thủ tướng Trung Quốc từng đề xuất vào năm 1984, tôi đã nói rằng nếu mục lưu trữ nước của Tam Hiệp đạt 180m, khả năng lưu trữ của nó là 22 tỷ mét khối. Bạn trước tiên nên nhớ kỹ điều này, 180 với 22 tỷ, cuối cùng nó được phê duyệt như thế nào? Là 175 mét với sức chứa nước và khả năng lưu trữ của nó là 22,15 tỷ mét khối. Bạn có thấy vấn đề không? Mức chứa nước Lý Bằng nói là cao hơn 5 mét so với con số 175 mét. Nhưng khả năng lưu trữ lại nhỏ hơn tới 100 triệu đến 150 triệu mét khối. Điều này là không thể vì họ đã tính sai. Tiến sĩ Vương tiết lộ rằng sức chứa của đập Tam Hiệp đã bị tính toán sai từ đầu và nó đã là một thảm họa lớn. Nhưng những phần tử trí thức trong chính phủ nói rằng số liệu do lãnh đạo cho phép ghi bao nhiêu họ chỉ dám viết bấy nhiêu. Họ từ đầu tới cuối che giấu lỗi thiết kế công trình Tam Hiệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần những trí thức có tài năng thực sự, mà quan trọng hơn là những trí thức trung thành và nghe theo đảng. Và tính toán này là sai lầm. Vào thời điểm đó, giáo sư Trương Quang Đầu, hay còn gọi là Giang Quang Đầu, người chịu trách nhiệm thiết kế công trình Tam Hiệp, đã viết thư gửi phó giám đốc của Ủy ban xây dựng Tam Hiệp. Ông nói rằng dung tích đã bị tính toán sai. Điều này, Tiền Chính Anh cũng biết, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng biết, nhưng không thể nói với người dân Trung Quốc vấn đề này. Điều này được viết trong một lá thư. Ông ấy sai rồi thì sao? Điều đó có nghĩa là sai rồi thì sai rồi. Tam Hiệp thực sự không có tác dụng phòng lũ. Mưa lũ khiến hàng chục người chết, thiệt hại hơn nửa tỷ đô. Thưa quý vị, mưa lũ tại Trung Quốc mới đây đã khiến hàng trăm ngàn người dân phải sơ tán. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết, tại khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây đã xác nhận có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn.
có hơn 1.000 khách sạn bị ngập đến hơn 1 mét do nước mưa, 5.000 cửa hàng bị ngập lụt và hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kể từ ngày 19, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của khu vực miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 13 người thiệt mạng trong các thảm họa do mưa và 8 người khác bị mất tích hoặc thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Đường phố bị ngập úng ở địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ đã buộc người dân và du khách phải sơ tán. Mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ở miền Nam. Tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.